Xin chào các bạn, hôm nay công ty Đại Húc Vinh xin giới thiệu dòng sản phẩm máy làm mỏng ô van âm CNC của hãng Woodmaster. Đây là phiên bản máy có hai đầu rotor, hai đầu phay mộng với hai bàn làm việc hai bên. Đây là một bàn bên trái, và chúng ta có thể thấy đây có 6 dàn kẹp, hai hàng bên trái có hai hàng, mỗi hàng có 3 bộ kẹp để kẹp được hai thanh gỗ phôi gỗ. Và bên phải cũng tương tự. Tổng cộng là có máy có 12 dàn kẹp, 12 bộ kẹp. Máy của hãng Woodmaster. Đây là cái bảng điều khiển của máy. Máy có cái màn hình của hãng Hút Đài Loan, và có một cái bàn phím bên cạnh để điều chỉnh các cái thao tác mộng rất là đơn giản. Đây là cái hệ thống dây trượt của cái đầu quay mộng bên trên. Hai dây trượt làm rất là đẹp, và có cái lắp tre để chống bụi vào trong cái dây trượt này. Ngoài ra còn có cái lắp tre bằng dạng giống như gần như nhựa cứng ấy, dọc theo cái trục sạc vô ích của máy để bảo vệ tránh cái bụi mùn cưa xăm gỗ có thể lọt xuống cái trục vít me gây ảnh hưởng. Máy có thể làm việc theo hai chế độ một bàn bên trái hoặc một bàn bên phải, hoặc chế độ là làm việc hai bàn liên tục. Đây là cái đồng hồ báo hơi. Đồng hồ báo hơi này sử dụng của hãng Etac Đài Loan. Hệ thống motor sạc vô và cái hệ thống điều khiển driver là đều dùng Venta Đài Loan. Đây có cái bơm nhớt tự động bảo vệ máy. Đây là bên trong tủ điện của máy. Hệ thống driver đều là dùng của Delta Đài Loan hết. Và đây là cái hệ thống điện của hãng Schneider Pháp. Ngoài ra thì máy có cả pin áp bảo vệ máy, bảo vệ cái dòng điện để nó tạo sự ổn định của dòng điện. Vâng, trên đây tôi vừa giới thiệu sơ bộ về cái máy mộng ô van âm CNC Woodmaster loại 2 đầu. Thông tin chi tiết thì quý khách có thể tham khảo tại website daifucvinh.com.vn hoặc woodmaster.com.vn.